Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi màn hình, thay đổi hình nền cho cái dòng MacBook nha các bạn. Đây là MacBook Pro nha. Đó, thì đây cái Mac mình đang xài hệ điều hành phiên bản 10.15.7 macOS Catalina. Đó thì để thay đổi hình nền background cho cái MacBook rất là đơn giản. Đó, các bạn sẽ click vào cái hình biểu tượng quả táo nè, rồi tùy chọn hệ thống, rồi các bạn sẽ chọn đến màn hình nền MH nền và trình bảo vệ MH, chọn click tiếp vào. Rồi ở đây thì nó mặc định nó sẽ có những cái hình nền này, có sẵn nè, các bạn muốn xài hình nền nào thì bạn sẽ chọn vào. Đó. Đó, khi bạn chọn vào thì đồng thời cái màn hình nền nó cũng sẽ thay đổi theo nha. Đó. Rất đơn giản nha. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn thư mục ảnh. Đó, từ ảnh trên máy hoặc là ảnh các bạn tải về. Đó thì các bạn tùy chọn. Còn Apple thì nó sẽ mặc định, hoặc là các bạn có thể chọn màu. Đó, các bạn có thể thích cái hình nền theo màu thì các bạn sẽ tùy chọn. Đó, rất là đơn giản nha. Đó, còn chọn ảnh màn hình nền thì mặc định Apple nó sẽ có những cái màn hình nền theo. Đó, thì các bạn thích màn hình nào thì bạn sẽ tùy chọn nha. Đó, rất là đơn giản nha các bạn. Rồi thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và nhớ nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay và tiếp theo tại kênh Vi Tính Huỳnh Lâm của mình nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.